Mến chào quý vị và anh chị em đến với kênh Ave Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, ở một xóm lao động gần xứ đạo Chợ Đuổi, Sài Gòn, có hai vợ chồng thầy pháp rất nổi tiếng. Cả ngày khách thập phương đến xin ếm bùa trừ tà, xin lập đàn cúng kiến. Bà vợ của thầy pháp là một người công giáo đã bỏ đạo lâu năm. Bà có cái nghề làm thuốc viên cao đơn hoàn tán, cho nên cũng có nhiều người dân nghèo đến mua thuốc của bà. Biết được như vậy, cho nên có mấy anh chị trong nhóm tông đồ thuộc giáo xứ Chợ Đuổi thường hay lui tới thăm bà để khuyến khích, may ra bà sẽ trở lại đạo công giáo. Tuy nhiên, bà cũng rất cứng lòng. Bà thường nói, đã bỏ đạo lâu năm không biết Chúa có tha thứ không. Thôi thì cứ để vậy, cây siêu đằng nào thì đổ về đằng ấy. Có nghĩa là bà đã ngã lòng trông cậy, nhưng các anh chị em tông đồ cứ bền lòng cầu nguyện. Thỉnh thoảng anh chị em đến thăm rồi ngồi tán thuốc, viên thuốc giúp bà. Cử chỉ ấy làm bà cảm động. Bà kể hết đời tư. Bà là đạo dòng, nhưng từ khi theo ông thầy pháp, bà đã bỏ hết lề luật đạo. Tuy nhiên, bà vẫn giữ chuỗi măng côi trong mình. Có nhiều khi đơn độc một mình ngồi viên thuốc, bà vẫn đọc kinh măng côi. Bà phàn nàn gia đình nghèo, phải làm cái nghề phù thủy pháp môn này sống cho qua ngày. Tuy nhiên, các anh chị tông đồ vẫn tiếp tục cầu nguyện cho gia đình này được ơn ăn năn trở lại. Chỉ ít lâu sau, ông chồng ngã bệnh nặng. Thấy cảnh cô đơn, con cái không có, cho nên các anh chị phải đến săn sóc, đưa ông vào bệnh viện, lo chạy thuốc thang. Cảm động trước cử chỉ bác ái của anh chị em, ông đã hối hận vì những việc làm ma quái của mình trước đây. Cho nên ông đã hứa nếu bề trên cho ông khỏi bệnh, ông sẽ bỏ hẳn nghề thầy bói pháp môn này. Nhờ lời cầu nguyện của anh chị em tông đồ và sự hiệu nghiệm của chuỗi măng côi mà bà vợ vẫn còn giữ bên mình cho đến nay, Chúa và Đức Mẹ đã cho ông hoàn toàn ăn năn hối cải. Ông đã nói công khai trước mọi người, từ nay tôi thuộc về Chúa rồi, tôi sẽ từ bỏ tất cả, dẹp bỏ bàn thờ ma quỷ và thay vào đó là một bàn thờ của Chúa và Đức Mẹ. Ngay ngày hôm sau, cha phó nhà thờ Chợ Đuổi đến dạy giáo lý cho ông những điều cần thiết, rồi rửa tội, làm phép giao cho hai ông bà theo phép đạo. Mấy ngày sau, ông đã qua đời thánh thiện trong bàn tay Thiên Chúa và mẹ Maria. Riêng bà vợ còn sống giữ đạo sốt sắng cho đến chết. Sở dĩ được như vậy là dù đã bỏ đạo, nhưng bà vợ vẫn còn giữ được chuỗi măng côi. Chính nhờ chuỗi măng côi này mà cứu được gia đình ông thầy pháp. Kính thưa quý vị và anh chị em, cả nhà ông thầy pháp coi như là đã sa vào bàn tay của ma quỷ rồi. Bà vợ là người công giáo đã bỏ đạo lâu năm. Trong sách dẫn đàn nhân đức có nói, cây siêu đằng nào thì đổ về đằng ấy. Điều đó đúng. Khi sống mà theo ma quỷ, thì khi chết cũng sẽ về sống với ma quỷ. Đó là nguyên lý tất yếu. Gia đình này đúng ra là phải chết theo ma quỷ, nhưng chỉ còn nhờ được một cây cọc để bám víu mà sống. Cây cọc đó chính là chuỗi hạt măng côi của bà vợ. Mặc dù đã bỏ đạo, nhưng đôi khi bà còn nhớ đọc kinh măng côi để tưởng nhớ lại năm xưa, mình là người công giáo. Chính vì thế mà Đức Mẹ đã cứu cả nhà. Đây là mầu nhiệm chuỗi hạt măng côi của Đức Mẹ. Kính thưa quý vị và anh chị em, ở nước Pháp là một nước truyền thống theo đạo công giáo, hầu như là toàn tòng. Cho nên ngày xưa đã có câu nói bất hủ, nước Pháp là con gái của hội thánh. Điều đó rất đúng, vì nước Pháp sản xuất ra rất nhiều vị thánh nổi tiếng khắp hoàn cầu. Tuy nhiên, ngày nay giáo hội Pháp có phần sa sút hơn trước. Hàng năm cứ đến tháng 5 là tháng Đức Mẹ, thì giáo dân nô nức tổ chức dân hoa rước kiệu. Tại các tư gia, người ta cũng tổ chức bàn thờ cung kính Đức Mẹ. Tôi đến, cha mẹ vợ chồng con cái hợp nhau đọc kinh lần hạt kính Đức Mẹ. Cho nên tháng 5 đối với người Pháp là một tháng rất quan trọng. Tôi còn nhớ câu hát, đây là tháng Đức Bà, là tháng đẹp nhất, chúng ta hãy hát một bài thánh ca mới. Do đó, có chuyện tích sau đây. Ở tỉnh Nancy, nước Pháp có một gia đình thuộc hạng trung lưu. Bà vợ thì rất ngoan đạo,
nhưng ông chồng rất khô khan bê bối, chẳng bao giờ đọc kinh chung với vợ con, cứ tìm cách đi đây đi đó cho hết ngày giờ. Bà vợ hằng cầu nguyện cho chồng được ơn ăn năn trở lại. Năm ấy đầu tháng Đức Mẹ, bà vợ mua hoa nến, lập bàn thờ để mẹ con hợp nhau lần chuỗi kính Đức Mẹ. Ông chồng chẳng ngó ngàng gì đến. Rồi một hôm Chủ nhật, ông đi chơi cả ngày. Tối về đi qua cửa tiệm bán hoa hồng. Ông nghĩ bụng, những hoa hồng này đem về chắc vợ mình thích lắm. Cho nên ông đã mua mấy bông hoa hồng đem về cho vợ trưng bày trên bàn thờ Đức Mẹ. Bà vợ lấy làm ngạc nhiên và hỏi, anh mua mấy bông hồng này ở đâu mà đẹp thế? Ông trả lời, đi qua chợ, thấy về chiều mà còn bán hoa, anh đã vào mua mấy bông đem về cho em để trưng bày trên bàn thờ. Vì mấy hôm nay anh cứ thấy em ra vườn nhà hái mấy bông hoa trứng cấy, hoa dại trưng bày, thấy tội nghiệp quá. Bà vợ cũng rất cảm động về những cử chỉ ưu ái này của chồng, vốn rất khô khan nguội lạnh từ trước. Bà cảm tạ Chúa và Đức Mẹ, có lẽ vì lời cầu khẩn của mẹ con mà Chúa và Đức Mẹ nhận lời chăng. Tuy nhiên, đến ngày 15 tháng 5, tức là giữa tháng Đức Mẹ, thì ông bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử, không kịp gặp linh mục để chịu các phép trong giờ sau hết. Bà rất lo âu buồn phiền vì chắc chồng mình sẽ mất linh hồn. Lo quá bà sinh ra trọng bệnh, phải đi xa cho khuây khỏa. Khi đi ngang qua xứ Ạc, là nơi cha Gioan Venei đang làm cha sở, bà vào để xin cha khấn cho chồng mình được ơn cứu rỗi. Bà gặp cha vừa khóc vừa nói, xin cha cầu nguyện cho chồng con được ơn cứu rỗi, vì anh ấy chết mà không được xưng tội rước lễ. Cha Gioan Venei điềm nhiên bảo bà, thôi bà cứ về đi, ông ấy đã được cứu rỗi rồi. Bà còn nhớ cách đây mấy tuần lễ, ông ấy đã có thiện chí mua mấy bông hoa hồng dâng kính Đức Mẹ không? Cử chỉ ấy làm đẹp lòng Đức Mẹ, cho nên trong lúc gặp tai nạn, ông đã được Đức Mẹ cứu giúp ăn năn tội cách trọn. Hiện nay ông đang ở trong luyện ngục, vậy bà và các con hãy cầu nguyện cho ông được sớm về thiên đàng hưởng nhan Thánh Chúa. Tại sao cha Gioan Venei biết trước được sự kiện này? Là vì cha là người rất mến mộ chuỗi mân côi, cho nên được Đức Mẹ đã cho ngài biết trước sự việc này để giảng giải cho người ta thêm lòng sùng kính Đức Mẹ, nhất là tháng 5 tháng hoa và tháng 10 là tháng mân côi. Kính thưa quý vị và anh chị em, có nhiều linh hồn hiện về cho biết khi đi qua nhà thờ có mình Thánh Chúa mà quỳ bái gối, qua tượng Đức Mẹ mà đọc một kinh kính mừng, đi qua nhà thờ mà làm dấu thánh giá, đều được thiên thần bản mệnh ghi công hết. Các ngày lễ trọng kính Đức Mẹ hay trong các tháng hoa, tháng 5, tháng 10, tháng mân côi mà chúng ta làm được việc gì tỏa ra tôn kính Đức Mẹ thì sẽ được Đức Mẹ trả công bội hậu. Hãy đọc truyện tích trên đây, ông chồng khô khan mà chỉ vì một cử chỉ rất nhỏ nhoi mà Đức Mẹ đã thương cứu ông khỏi mất linh hồn. Suy ra, bất cứ một tư tưởng thầm lén vào, một cử chỉ bất chính nào đều được Chúa phán xét hết. Lời nói đi đôi với việc làm tốt mà nghĩ xấu thì cũng xấu, làm xấu mà nghĩ tốt thì cũng tốt. Thiên Chúa lòng lành vô cùng, thương kẻ có lòng khiêm nhường và hủy diệt kẻ kiêu căng. Kính thưa quý vị và chị em, trong tháng 10 này, chúng ta cùng nhau năn lần chuỗi mân côi để dâng kính Đức Mẹ. Cảm ơn quý vị và chị em đã chú ý lắng nghe và đừng quên đăng ký kênh Ave Maria để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.